Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toan tính, hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống.